Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng, đồng thời truy tố 34 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan giai đoạn 2. Theo đó, 4 bị can gồm Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Ecumen, Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, bị truy tố cùng về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 20 bị can khác bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt TVSI, qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB, Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Qua đó, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng của 35.824 bị hại. Bên cạnh đó, đối với hành vi rửa tiền, cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã rửa tiền với số tiền hơn 445.747 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham mô tài sản của Ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng. Trương Mỹ Lan nắm giữ vai trò gần như tuyệt đối tại Ngân hàng SCB. Đứng ở bục xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận nội dung cáo trạng, không thừa nhận chính thủ đoạn, phương thức phạm tội mà Viện Kiểm sát tối cao liệt kê. Điển hình như phủ nhận chỉ đạo thành lập sử dụng các công ty ma, câu kết với các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật của nhiều công ty để tạo lập khoản vay, chiếm đoạt tiền của SCB, tạo lập hồ sơ vay vốn khống để hợp thức việc rút tiền từ SCB, thông đồng câu kết với công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, đưa vào hồ sơ vay vốn, đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý. Riêng về hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thể hiện có tới hơn 1.000 công ty trong và ngoài nước thuộc hệ sinh thái này nằm dưới quyền kiểm soát của Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, trước tòa, bị cáo Lan nói Vạn Thịnh Phát chỉ có 4-5 công ty con, bị cáo cũng phủ nhận việc nắm giữ đến 91,5% cổ phần SCB, đồng thời quả quyết bản thân không điều hành, chi phối mà chỉ quản lý tài sản SCB. Hội đồng xét xử dẫn chứng các nội dung lời khai tại cơ quan điều tra thể hiện bị cáo nắm đến 91,5% cổ phần của SCB. Trái với lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, lời khai của các cựu lãnh đạo SCB gồm Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB lại thể hiện rõ quyền lực thao túng của các bị cáo Lan đối với ngân hàng này. Trong đó, bị cáo Bùi Anh Dũng khai quá trình làm việc tại SCB, bị cáo biết rõ khoản vay nào là khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các khoản vay này bị cáo Dũng chỉ ký hợp thức hồ sơ theo chỉ đạo của bị cáo Lan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM hỏi bị cáo Dũng cách thức phân biệt các khoản vay bình thường với khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dũng trả lời hồ sơ vay vốn của bị cáo Lan và Vạn Thịnh Phát khác với hồ sơ vay vốn thông thường. Việc phân biệt dựa vào ký hiệu HA
STT, hồ sơ tiếp thị, được ghi trên các hồ sơ, bây giờ bị cáo đứng đây mới thấy một phần lỗi của mình vì tin tưởng chị Lan một cách mù quáng, cứ nghĩ chị Lan là người kinh doanh rất giỏi, bị cáo Dũng nói. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn để làm rõ về quyền chi phối của bị cáo Trương Mỹ Lan tại SCB. Bị cáo Văn cho biết, vào tháng 7 năm 2013, được bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB tuyển dụng vào làm việc với chức vụ Phó Tổng Giám đốc SCB. Sau đó, bị cáo được sắp xếp gặp bị cáo Lan, được bị cáo Lan thuyết phục giữ chức Tổng Giám đốc bằng lời lẽ như không chịu làm để người khác ngồi lên đầu lên cổ à. Bị cáo Văn cho rằng có ý kiến của bị cáo Lan, bản thân mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc SCB. Sau đó mỗi tháng bà Lan gọi cho bị cáo 1 đến 2 lần, nói bâng quơ về việc cần một khoản tiền. Bị cáo Văn kể, bị cáo Văn thừa nhận sau những cuộc gọi đó, bị cáo hiểu là phải thực hiện ký khống hồ sơ cho vay tiền. Cũng đứng trước tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung nói ban đầu rất thần tượng bị cáo Trương Mỹ Lan về tài kinh doanh nên hứa trung thành tuyệt đối. Nhưng sau khi nghe lời khai của bị cáo Lan tại tòa, bị cáo thấy mình đặt niềm tin sai chỗ. Bị cáo và nhiều anh em ở SCB từng động viên nhau cố gắng giúp chị Lan vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng sau phần khai của chị Lan sáng nay, bị cáo thấy thất vọng, bị cáo Dung bày tỏ. Bị cáo Dung thừa nhận nội dung cáo trạng kết luận bị cáo Lan là người trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên liên hệ bàn bạc với bị cáo Trương Mỹ Lan để truyền đạt, chỉ đạo các đối tượng tại SCB hợp thức hóa hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng. Bị cáo Dung kể sau những lần gặp bà Lan, bị cáo Dung sẽ tổ chức họp hội đồng kinh doanh đầu tư, sau đó mới tiến hành thực hiện hồ sơ thủ tục. Trước khi bị cáo đảm nhiệm chức vụ, đã xuất hiện nhiều khoản vay được giải ngân trước, hợp thức hóa. Đến khi bị cáo vào làm thì khắt khe hơn nhưng vẫn tồn tại việc giải ngân trước, hợp thức hóa sau. Theo đó, dù khách hàng chưa hoàn thành thủ tục, thiếu hồ sơ chứng từ phê duyệt tín dụng, nhưng về mặt chủ trương vẫn được đồng ý cho vay. Bị cáo Dung thừa nhận đối với tất cả các khoản vay của bị cáo Lan, Dung đều triệu tập họp, trừ các khoản vay nhỏ lẻ. Tại cuộc họp lúc đó, bị cáo sẽ nói rõ, đây là chỉ đạo của chị Lan, sau đó sẽ để từng người có mặt tham gia ý kiến. Ông Dũng với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đầu tiên có ý kiến. Bị cáo Dung nhận sai khi cấp tín dụng cho các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Xong, bị cáo nói không có bất kỳ lợi ích nào liên quan đến giải ngân sai, nên bị cáo cho rằng mình không phải chiếm đoạt tài sản mà lại giúp sức cho bị cáo Lan lấy tiền của SCB. Xoay quanh việc xác định vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB Bùi Anh Dũng nói rằng bị cáo thấy mình làm việc như bù nhìn. Được triển khai thì thực hiện chứ hoàn toàn không được ý kiến. Tuy nhiên, theo bị cáo Lan trần tình, ông Dũng chỉ làm công tác tổ chức, không làm tín dụng. Về nội dung này, bị cáo Lan nói không nhớ mình đã khai. Trong khi đó, liên quan nội dung này, bị cáo Dũng khai bị cáo Lan có vai trò gần như tuyệt đối ở SCB. Hai sắc thái đối nghịch của bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa sơ thẩm. Ngày 5 tháng 3 năm 2014, đánh dấu cột mốc quan trọng trong đại án Vạn Thịnh Phát khi phiên tòa sơ thẩm chính thức được mở. Trong những ngày đầu xét xử, bà Trương Mỹ Lan, người bị cáo buộc là chủ mưu cầm đầu trong toàn bộ vụ án gây thiệt hại 677.286 tỷ đồng cho ngân hàng SCB, có thái độ khá bình thản, thậm chí có đôi lúc bà Lan còn cười nói khá tự nhiên. Đến ngày 19 tháng 3, ngày xét xử thứ 10, ngày Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với 86 bị cáo, bà Trương Mỹ Lan đã không còn giữ được thái độ bình thản như trước. Bà Lan trở nên trầm tư hơn, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt như vô định. Trong phần luận tội chiều 19 tháng 3, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát, cơ quan thực hành quyền công tố đã xác định lại số tiền mà bị cáo này chiếm đoạt của SCB. Viện Kiểm sát cho rằng với mục đích chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan đã can thiệp, chi phối, chỉ đạo hàng loạt lãnh đạo, cán bộ SCB, lãnh đạo chủ chốt ở các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, các công ty ma, từ đó thực hiện hành vi trái pháp luật. Thời gian, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã chiếm đoạt số tiền 677.286 tỷ đồng của SCB. Trước đó, cáo trạng xác định hơn 304.000 tỷ đồng. Đây là số tiền đặc biệt lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội, không hề ăn năn mà còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và nhiều người khác ở SCB.
Viện Kiểm sát cũng nhận định hành vi phạm tội của bị cáo này gây dư luận xấu trong xã hội, cũng như dư luận quốc tế về kiểm soát, điều hành kinh tế, chính sách tiền tệ của Việt Nam. Cần loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa hành vi phạm tội tương tự. Theo Viện Kiểm sát, trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, 80 bị cáo khác đều ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, làm rõ bản chất vụ án nên được đề nghị xem xét, giảm nhẹ hình phạt nhằm thể hiện sự ghi nhận đối với việc hợp tác tích cực của họ. Nhiều bị cáo không có vai trò quyết định phạm tội trong tình thế giúp việc cho người nắm quyền lực. Thực tế tại SCB, nếu không làm sẽ bị cho nghỉ hoặc sẽ chuyển qua làm việc khác nên phải thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nhiều bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải. Một số bị cáo là nhân sự tại SCB, Vạn Thịnh Phát, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức, không được hưởng lợi từ số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Đối với nhiều bị cáo từng làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước, khi phát hiện sai phạm tại SCB, đã có nhiều kiến nghị chuyển cơ quan điều tra và xử lý nhưng không có quyền quyết định, không bảo lưu được quyết định của mình. Viện Kiểm sát cũng đề nghị xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Đối với Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhận định, bị cáo này trực tiếp chỉ đạo cấp dưới, tham mưu xây dựng, báo cáo không trung thực về thực trạng tài chính rất xấu của SCB. Vì mục đích vụ lợi cá nhân, bị cáo Nhàn đã 4 lần nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan số tiền 5,2 triệu USD thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB để bao che, bưng bít sai phạm tại SCB. Nhờ vậy, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cần thiết và áp dụng mức hình phạt nghiêm minh, cách ly bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, đồng thời cảnh tỉnh đối với các cán bộ công chức đang giữ chức vụ trong các tổ chức xã hội. Đối với 5 bị cáo bỏ trốn tại tòa, họ đã có luật sư chỉ định thực hiện bào chữa, căn cứ hồ sơ vụ án, xét hỏi tại tòa, đủ căn cứ xác định hành vi của 5 bị cáo như cáo trạng truy tố và cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc. Cũng theo nội dung luận tội, các bị cáo trong vụ án đều là người có trình độ học thức, đầy đủ năng lực để nhận thức điều gì không phù hợp, điều gì trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, chỉ vì tư lợi, động cơ cá nhân, họ đã thực hiện hành vi phạm tội. Viện Kiểm sát Nhân dân nhận định, các bị cáo đều là người có trình độ, am hiểu pháp luật, hành vi của các bị cáo xâm phạm quy định về quản lý kinh tế gây thất thoát thiệt hại tài sản lớn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, gây ảnh hưởng xấu và giảm uy tín của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý kinh tế, gây bất bình, tạo dư luận xấu trong xã hội. Vì thế, xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe, giáo dục. Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, vì mục đích chiếm đoạt tài sản, bị cáo đã tham ô hơn 677.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Hiện tại không thể thanh khoản số tiền SCB bị chiếm đoạt, do đó cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội. Bà Trương Mỹ Lan đứng hình trước những cáo buộc của dàn lãnh đạo SCB. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB, song lại là người lũng đoạn, chi phối loạt lãnh đạo ngân hàng này để họ giúp sức rút ruột hơn 304.000 tỷ đồng. Đầu tiên, bà Lan thâu tóm 3 ngân hàng là Ngân hàng Sài Gòn Cũ, Ngân hàng Tín Nghĩa, Ngân hàng Đệ Nhất. Sau đó năm 2012, 3 ngân hàng này được hợp nhất thành Ngân hàng Sài Gòn SCB. Bà Lan đứng tên một phần và nhờ nhiều người khác đứng tên sở hữu cổ phần tại ngân hàng SCB với tỷ lệ chi phối hơn 91%. Những người đứng tên hộ bà Lan là những người thân tín, tin tưởng. Mặc dù phủ nhận toàn bộ cáo buộc của Viện Kiểm sát, nhưng theo lời khai của các cựu lãnh đạo SCB gồm Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, thể hiện rõ quyền lực thao túng của bị cáo Lan đối với ngân hàng này. Trong đó, bị cáo Bùi Anh Dũng khai quá trình làm việc tại SCB, bị cáo biết rõ khoản vay nào là khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các khoản vay này, bị cáo Dũng chỉ ký hợp thức hồ sơ theo chỉ đạo của bị cáo Lan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hỏi bị cáo Dũng cách thức phân biệt các khoản vay bình thường với khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dũng trả lời, hồ sơ vay vốn của bị cáo Lan và Vạn Thịnh Phát khác với hồ sơ vay vốn thông thường. Việc phân biệt dựa vào ký hiệu HSTT, hội sở tiếp thị được ghi trên các hồ sơ.
Bây giờ bị cáo đứng đây mới thấy một phần lỗi của mình vì tin tưởng chị Lan một cách mù quáng, cứ nghĩ chị Lan là người kinh doanh rất giỏi, bị cáo Dũng nói. Xoay quanh việc xác định vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB Bùi Anh Dũng nói rằng bị cáo thấy mình làm việc như bù nhìn, được triển khai thì thực hiện chứ hoàn toàn không được ý kiến. Bị cáo Lan trần tình về chuyện đưa ông Bùi Anh Dũng lên làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB từ tháng 12 năm 2020. Bị cáo Lan nói trước đó chỉ biết tên, không biết mặt ông Dũng. Bị cáo Lan phủ nhận cáo buộc chính bà là người đồng ý cho ông Dũng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị mới thay ông Đinh Văn Thành, thời điểm này là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, đưa vợ con đi Mỹ chữa bệnh vì bị cáo không có chức vụ gì trong ngân hàng, không điều hành ngân hàng. Luật sư dẫn lời khai của bị cáo ở cơ quan cảnh sát điều tra. Theo đó, bị cáo Lan nói ông Dũng chỉ làm công tác tổ chức, không làm tín dụng. Về nội dung này, bị cáo Lan nói không nhớ mình đã khai. Trong khi đó, liên quan nội dung này, bị cáo Dũng khai, bị cáo Lan có vai trò gần như tuyệt đối ở SCB. Sau đó, luật sư tiếp tục thẩm vấn bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB, một số nội dung liên quan vai trò của bị cáo Lan ở SCB. Bị cáo Dung thừa nhận, nội dung cáo trạng kết luận bị cáo là người trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên liên hệ, bàn bạc với bị cáo Trương Mỹ Lan để truyền đạt, chỉ đạo các đối tượng tại SCB hợp thức hóa hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng. Bị cáo Dung kể, sau những lần gặp bà Lan, bị cáo Dung sẽ tổ chức họp hội đồng kinh doanh đầu tư, sau đó mới tiến hành thực hiện hồ sơ thủ tục. Trước khi bị cáo đảm nhiệm chức vụ, đã xuất hiện nhiều khoản vay được giải ngân trước, hợp thức hóa sau. Đến khi bị cáo vào làm thì khắt khe hơn, nhưng vẫn tồn tại việc giải ngân trước, hợp thức hóa sau. Theo đó, dù khách hàng chưa hoàn chỉnh thủ tục, thiếu hồ sơ chứng từ phê duyệt tín dụng, nhưng về mặt chủ trương vẫn được đồng ý cho vay. Bị cáo Dung thừa nhận đối với tất cả các khoản vay của bị cáo Lan, Dung đều triệu tập họp, trừ các khoản vay nhỏ lẻ. Tại cuộc họp lúc đó, bị cáo sẽ nói rõ đây là chỉ đạo của chị Lan, sau đó sẽ để từng người có mặt tham gia ý kiến. Ông Dũng với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị là người đầu tiên có ý kiến. Bị cáo Dung nhận sai khi cấp tín dụng cho các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Song bị cáo nói không có bất kỳ lợi ích nào liên quan đến giải ngân sai, nên bị cáo cho rằng mình không phải chiếm đoạt tài sản mà là giúp sức cho bị cáo Lan lấy tiền của SCB. Trước lời khai của bị cáo Dũng thừa nhận có tham gia các cuộc họp này. Tại đây, bị cáo Dũng thường phát biểu rằng anh tin tưởng chị Lan, sau đó căn cứ vào các dấu hiệu được quy ước để ký khống hợp đồng vay của bà Lan. Ông Dũng nói không nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Lan mà chỉ nhận thông báo từ bà Dung. Bị cáo Dũng còn trần tình, khi Mỹ Dung triệu tập chỉ đạo các khoản vay không đúng quy định pháp luật thì bị cáo có nhiều lần tác động trong việc này. Bị cáo thấy mình làm việc như bù nhìn, được triển khai thì thực hiện chứ hoàn toàn không được ý kiến. Bị cáo nhận thức được vấn đề này, bị cáo trăn trở. Bà xã cũng đề nghị không nên làm vậy. Bị cáo nghĩ chờ chủ tịch Đinh Văn Thành về sẽ bàn giao lại công việc vì không thể đơn phương nghỉ việc được. Liên quan đến lời khai phủ nhận việc quyết định vị trí chủ tịch hội đồng quản trị SCB thời điểm này của bị cáo Lan, bị cáo Dũng khai tiếp sau khi được ông Thành giới thiệu, bị cáo Lan đồng ý thì SCB có tổ chức họp hội đồng quản trị. Tại cuộc họp này, gần như các thành viên đồng ý hết. Còn theo bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, vào tháng 7 năm 2013, được bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, tuyển dụng vào làm việc với chức vụ phó tổng giám đốc SCB. Sau đó, bị cáo được sắp xếp gặp bị cáo Lan, được bị cáo Lan thuyết phục giữ chức tổng giám đốc bằng lời lẽ như không chịu làm để người khác ngồi lên đầu lên cổ à. Bị cáo Văn cho rằng, có ý kiến của bị cáo Lan, bản thân mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc SCB. Sau đó, mỗi tháng bà Lan gọi cho bị cáo 1-2 lần, nói bâng quơ về việc cần một khoản tiền. Bị cáo Văn kể, bị cáo Văn thừa nhận, sau những cuộc gọi đó, bị cáo hiểu là phải thực hiện ký khống hồ sơ cho vay tiền. Cũng đứng trước tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung nói, ban đầu rất thần tượng bị cáo Trương Mỹ Lan về tài kinh doanh, nên hứa trung thành tuyệt đối. Nhưng sau khi nghe lời khai của bị cáo Lan tại tòa, bị cáo thấy mình đặt niềm tin sai chỗ. Bị cáo và nhiều anh em ở SCB từng động viên nhau cố gắng giúp chị Lan vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng sau phần khai của chị Lan sáng nay, bị cáo thấy thất vọng, bị cáo Dung bày tỏ. Lòng tin mù quáng hay cạm bẫy tình thân đã chôn vùi tương lai của Trương Huệ Vân? Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an là đơn vị thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan giai đoạn 2. Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo đến các đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên. Vụ án không chỉ gây chấn động bởi quy mô và thiệt hại khủng khiếp, mà còn bởi những tình tiết phức tạp liên quan đến các nhân vật chính. Trong đó, Trương Huệ Vân, cháu gái của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, đã trở thành tâm điểm trong giai đoạn 2 của vụ án này khi bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy các bị can trong vụ án đã sử dụng những phương thức gian dối tinh vi để phát hành trái phiếu từ 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Secha. Các bị can lập ra các công ty ma, thuê người đứng tên thành lập, sở hữu cổ phần nhằm phục vụ hoạt động tài chính của tập đoàn. Mục đích cuối cùng là phát hành các gói trái phiếu khống, tạo ra dòng tiền giả để lừa đảo các nhà đầu tư. Các bị can đã phát hành 25 gói trái phiếu khống thu về hơn 30.800 tỷ đồng. Đến nay, số nợ còn lại hơn 30.000 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi. Thủ đoạn này bao gồm việc dựng lên các công ty không có thực chất, chọn tổ chức phát hành và trái chủ sơ cấp, sau đó chạy dòng tiền khống để che giấu hoạt động gian lận. Trương Huệ Vân, Phó Tổng Giám đốc công ty WMC và công ty An Đông là một trong những nhân vật then chốt trong vụ án. Là cháu gái của Trương Mỹ Lan, bà Vân được tin tưởng giao phó nhiều trọng trách trong tập đoàn. Tuy nhiên, điều tra cho thấy Vân chỉ là một mắt xích trong chuỗi gian lận do bà Lan chủ trì. Vốn góp mà Vân nắm giữ thực chất là của bà Lan và các thành viên hội đồng quản trị công ty An Đông. Mặc dù Vân giữ vai trò quan trọng, bà khai rằng không trực tiếp điều hành hay quyết định các vấn đề tài chính mà mọi hoạt động đều do bà Lan chỉ đạo. Trong quá trình điều tra, Vân thừa nhận đã ký các hợp đồng và chứng từ liên quan đến việc phát hành trái phiếu, nhưng khẳng định rằng mình không hề có nhu cầu đầu tư trái phiếu thực tế. Trương Huệ Vân xác nhận đã ký các hợp đồng mua trái phiếu của công ty An Đông trong các năm 2018-2019. Cụ thể, bà đã ký hợp đồng mua 30 trái phiếu mã ADC 2018.09 trị giá hơn 3.000 tỷ đồng và 100 triệu trái phiếu năm 2019 trị giá 10.000 tỷ đồng. Vân cũng đã ký 25 ủy nhiệm chi tiền chuyển từ công ty Windsor đến công ty An Đông để mua sơ cấp trái phiếu. Điều đáng chú ý là công ty Windsor không thực sự có 13.000 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu. Việc phát hành trái phiếu này hoàn toàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Vân chưa từng tham gia vào các cuộc họp hay được thông báo về việc phát hành trái phiếu và chỉ ký các hợp đồng khi đã có đủ chữ ký từ cấp dưới. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trương Huệ Vân thừa nhận sai phạm của mình. Bà cho biết đã ký các chứng từ khống vì tin tưởng vào chủ trương của bà Lan và không hề hưởng lợi cá nhân từ việc này. Bà cũng đã tự nguyện nộp tiền để khắc phục một phần hậu quả vụ án. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xét thấy xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, vai trò của Huệ Vân là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo từ cấp trên và không được hưởng lợi. Bị can ăn năn hối cải, thanh khẩn khai báo và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra. Có nhân thân tốt nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình. Trong giai đoạn 1 của vụ án, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình. Xử phạt bị cáo Trương Huệ Vân 17 năm tù về tội tham ô tài sản. Bản án xác định trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.000 tỷ đồng, gốc và lãi. Đến nay, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, có nhiều bị cáo, người có quyền nghĩa vụ liên quan kháng cáo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!